Đây là cái chỗ mà người ta đang nuôi tôm và đang xả những cái nước thức ăn để thay nước. Thì mình phóng sanh luôn. Đấy. Nước cạn rồi đi phóng sanh là khó lắm. Vậy rồi đó. Đây chỗ này đang nuôi tôm. Cho tôm ăn lần cả bao vậy mọi người thấy không? À, chú kia đang vớt bọt trong hồ tôm nè kìa. Đó. Này nó dẫn ra xong. Nước ở chỗ này thì nó sẽ không có cạn, nó cứ giữ duy trì ổn định như vậy hoài. Này là cũng là nước nuôi tôm á. Nhưng mà chính những cái nơi mà nuôi như thế này á mà không có kiểm tra cái độ và an toàn tốt đó, thì môi trường nó sẽ bị hư. Giống như cái chỗ đất ngay chỗ mà xả ra nè, thấy không, nó cực kỳ dơ và nó không sống nổi. Đất chỗ này là đất mà đen đen sùi lùi luôn, nó dơ lắm, đất mà đen quá là đen, đất mà đen mung luôn. Mang dép mà đi không được luôn chị. Thôi về thôi tụi con ơi, xong nhiệm vụ rồi. Nay phóng sanh cho chị Diệu Ngân. Tôm chì chỉ có trong rừng ngập mặn thôi và không có ai nuôi con này đâu, toàn ta bắt trong thiên nhiên không à. Tôm chì bởi vì nó cũng không có lớn mấy, nó nhỏ vừa bằng ngón tay thôi, tiền thì cũng mắc. Nó cũng tôm đắt tiền bởi vì tôm thiên nhiên. Nói thiên nhiên chứ ngoài thiên nhiên dơ quá, sạch sẽ gì đâu. Còn tụi này dành nhau một cái đùi, một cái xương gà bị nướng đen. Dạ, ở đây mấy cái con chó con nhỏ là bắt lụm được cái gì là cứ đi cống nộp cho con chó đen thôi đó. Nó lụm cái chân gà mà nó đen thùi lùi rồi trong đống rác ra, nó gặm vậy đó, mà con chó đen cũng lấy ăn. Nên con chó đen tính ra ăn tùm lum tà la, ăn dơ, ăn bẩn. Xét tới chuyện con người. Dạ. Làm chủ, làm bề trên, ăn trên ngồi trước. Thật ra toàn ăn dơ, ăn bẩn không mới giàu chứ. Sao giàu nổi. Tại phá hoại thiên nhiên mới giàu. Nhìn kỹ những người làm giàu thật sự có gì để đáng ngưỡng mộ. Phân lô bán đất nền cứ 500 mét, cho là 500 triệu đi, mua một lô 3.000 phân ra bán lời không? Lời lắm. Rồi thôi. Dép tổ ong mà em đi nó banh luôn mà. Thứ gì mà chịu nổi, quần áo em mặc nó rách hết luôn. Đi xong rồi.
thân. Dép này bữa nay về dục nó luôn chứ mang gì nữa. Nó không còn giữ chân chắc nữa. Để chụm củi à. Sứ mệnh xong rồi, cuối năm luôn rồi. Dạ mọi người không ủng hộ phóng sanh thì em vẫn tiếp tục phóng sanh. Mọi người không giải cứu động vật trong tự nhiên thì em vẫn tiếp tục giải cứu động vật trong tự nhiên. Dạ. Công đức đó em vẫn hồi hướng cho tất cả những ai đã từng ủng hộ em. Quý vị có thấy ngày nào tôi còn phóng sanh là quý vị còn công đức nha. Còn phước báo trong tự nhiên nha. Người ta có thể bỏ ra rất nhiều tiền để xây chùa, đắp y, tô vẽ hình tượng Phật. Nhưng họ không bao giờ sống được trong cảnh giới của Phật, bởi vì họ không gần gũi thiên nhiên và động vật. Họ sợ mọi thứ nên họ phải xây dựng là nhà cửa để bảo bọc cho họ. Nhưng thật sự nhìn y như những cái nấm mồ siêu to khổng lồ. Chết thì còn hai tấc đất, sống thì có nhiều đất đai để đi tới đi lui trong cái phạm vi đó. Xây dựng nhà cửa lên rồi ở trong đó tới già tới chết. Cuộc sống như vậy. Giờ có lấy vợ đẹp, chồng đẹp, giỏi, mà cuộc sống cũng chỉ bốn bức vách. Đi tới đi lui, ăn uống tùm lum, rồi giao phối, rồi đám giỗ, đám quải, đám cưới, xây vòng vòng hết năm. Tính ra một đời người bạc đầu chả để lại gì. Nên em ở trong thiên nhiên hàng ngày em đi phóng sanh. Có những người nói rất hay, lên YouTube nói ơi ủng hộ em phóng sanh này kia, nhưng chỉ là cái miệng. Người nào làm người đó họ sẽ rất là nhiệt tình, bởi vì họ không có duyên, chứ không phải là họ không thể làm. Có được cái duyên mà giải cứu động vật đúng cách, phóng sanh đúng cách, nó vô cùng khó. Gọi là mình thật sự có cái phước để được phước hay không. Còn không, mình chỉ làm những cái việc mà thiếu trí tuệ, giải cứu động vật sai cách. Cứ về mấy cái con mà gây hại rồi thả nó ra tự nhiên, rồi làm sao được, lại tạo ác nghiệp. Con đường này em đi mỗi ngày á thì nó xanh tươi, mà bữa nào em dừng lại ít bữa, em không đi, em quay lại em nhìn em muốn thấy bệnh luôn. Nơi nào em đi qua em đã để ý rồi, là nơi đó rất là tốt đẹp, nhưng em không bảo vệ nó thì người ta sẽ phá hoại nó. Người ta ở đây là ai? Là những người đang sống trong cảnh giới của ma quỷ thần. Họ luôn coi những cái thứ đẹp đẽ là những cái điều sai trái, muốn chiếm hữu thiên nhiên, chiếm hữu con người, chiếm hữu động vật, chiếm hữu tất cả. Nhưng không biết nhìn lại mình có đủ sức khỏe và trí tuệ để làm điều đó hay không.